Sau 3 năm vắng bóng người dẫn chương trình chính và khán giả do tình hình dịch bệnh phức tạp, lễ trao giải Oscar năm 2022 đã trở lại với quy mô và hình thức tổ chức truyền thống. Tuy nhiên, buổi lễ còn chưa chính thức diễn ra thì đã vướng phải không ít lùm xùm, nhất là sau thông tin nữ diễn viên Rachel Zegler ban đầu không được mời tới dự, trong khi tác phẩm West Side Story mà cô tham gia nhận tới 7 đề cử. Hai việc gương mặt đắt giá cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất Jane Campion nhận vô vàn chỉ trích sau câu đùa thiếu tinh tế về hai chị em nhà Williams tại lễ trao giải Critics' Choice Awards trước đó. Tiền kỳ đã sóng gió, trao giải xong còn ồn ào hơn vì cái tát của Will Smith. Cụ thể thì Oscar năm 2022 có gì? Hãy cùng Phê Phim nhìn lại những điểm đáng chú ý nhất trong lễ trao giải năm nay nhé! Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles. Vị trí dẫn chương trình được giao cho ba nữ diễn viên hài Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes. Được biết, buổi lễ trao giải thực tế diễn ra sớm hơn một tiếng so với giờ phát sóng trên truyền hình, với 8 trên 23 hạng mục được trao trước, bao gồm giải phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất về tay The Queen of Basketball, hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất về tay The Eyes of Tammy Faye, phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất được trao cho The Windshield Wiper, phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về The Long Goodbye và 4 giải biên tập phim, biên tập âm thanh, thiết kế sản xuất và nhạc phim xuất sắc nhất về tay Dune. Thay đổi này nhằm mục đích cắt giảm thời lượng của chương trình, vốn nổi tiếng với việc lố giờ phát sóng và cũng là để có thêm thời gian tương tác với khán giả. Tượng vàng đầu tiên được trao trên sóng truyền hình là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Ariana DeBose với vai diễn trong West Side Story. Trước đó, nữ diễn viên ca sĩ Rita Moreno cũng giành giải thưởng tương tự cho cùng một vai diễn trong tác phẩm gốc vào năm 1961. Bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho Ariana khi thực hiện vai diễn này. Tiếp đó là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Troy Kotsur với vai người cha trong Coda. Ngoài giải thưởng cá nhân nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Coda còn thắng giải ở hạng mục phim xuất sắc nhất và kịch bản truyền thể xuất sắc nhất, vượt mặt các đối thủ nặng ký như Dune, Drive My Car, The Power of the Dog. Chiến thắng của Coda được coi là chiến thắng lịch sử bởi nó đánh dấu tới tận 3 cột mốc đầu tiên. Lần đầu tiên, phim của nền tảng phát hành trực tuyến thắng giải hạng mục danh giá nhất tại Oscar. Phim đầu tiên có dàn diễn viên chủ yếu là người khiếm thính giành giải. Troy Kotsur cũng trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên giành tượng vàng. Coda hay Child of Deaf Adults xoay quanh một gia đình khiếm thính, cô con gái út Ruby, người duy nhất có khả năng nghe, đã trở thành thông dịch viên miễn phí và là cầu nối gia đình với cả thế giới bên ngoài. Rắc rối bắt đầu nảy sinh khi Ruby phải lựa chọn giữa việc rời tổ ấm theo đuổi ước mơ ca hát hay là ở lại giúp đỡ gia đình. Chúng mình cũng đã có một video về bộ phim này nên các bạn hãy ghé qua nhé! Không giống như ở Oscar năm 2020 và 2021 với giải phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho cùng một tác phẩm, danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất năm nay về tay nữ đạo diễn Jane Campion cho The Power of the Dog. Thật đáng tiếc là phim nhận được tổng tới 12 đề cử và là ứng cử viên hàng đầu cho nhiều giải thưởng danh giá, nhưng chỉ mang về duy nhất một tượng vàng ở hạng mục này. Để biết thêm về The Power of the Dog và lý do tại sao tác phẩm này nhận tới 12 đề cử, hãy ghé qua video phân tích của chúng mình nha! Trong bài phát biểu của mình, Jane Campion chia sẻ tình yêu đến các đồng nghiệp được đề cử cùng hạng mục, cũng như lòng biết ơn đối với dàn diễn viên và đoàn làm phim của mình. Có thể thấy, nữ đạo diễn đã rút kinh nghiệm từ bài phát biểu tại lễ trao giải Critics' Choice Awards sau khi hứng chịu không ít gạch đá vì câu đùa thiếu tinh tế, được cho là hạ thấp giá trị của hai tay vợt huyền thoại là Venus và Serena Williams. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam tài tử Will Smith đã được xướng tên cho vai diễn trong King Richard. Tuy nhiên, theo Viện Hàn Lâm, giải thưởng này có thể bị thu hồi do hành vi bạo lực của anh tại buổi lễ. Cụ thể, diễn viên hài độc thoại Chris Rock khi lên sân khấu trao giải phim tài liệu xuất sắc nhất đã đùa rằng Jada Pinkett Smith, vợ của Will, có thể tham gia G.I. Jane phần 2, liên hệ tới việc nhân vật nữ chính trong phim cũng để đầu trọc, trong khi Jada phải cạo đầu do chứng rụng tóc. Để bảo vệ vợ, Will Smith đã giáng cho Chris Rock một cú tát ngay trên sân khấu và cảnh cáo nam diễn viên hài không được nhắc tới vợ anh. Sau hành động đó, Will vẫn lên nhận giải và phát biểu bình thường như không có bất kỳ sự can thiệp nào từ phía ban tổ chức, đã làm dấy lên câu hỏi người ta phải làm gì mới bị đuổi khỏi Oscar. Viện Hàn Lâm cho biết không có quy định cụ thể về hành vi tát người trên sóng truyền hình. Thêm vào đó, không khí cũng đã dịu đi một phần nào sau bài phát biểu của Will Smith rằng giống như nhân vật Richard Williams mà anh thủ vai, anh luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ gia đình và gửi lời xin lỗi tới những người tham dự buổi lễ. Vậy nên ban tổ chức quyết định tiếp tục lễ trao giải rồi đưa ra phát ngôn và biện pháp xử lý hậu chương trình. Được biết, Viện Hàn Lâm hiện đang xem xét hình phạt cho Will, có thể bao gồm đình chỉ, trục xuất khỏi hội đồng viện hoặc hình thức khác. Nam tài tử có quyền giải thích cho hành động của mình bằng văn bản trước buổi họp tiếp theo diễn ra vào ngày 18 tháng 4. Will Smith sau đó đã đăng tải bài viết xin lỗi Chris Rock trên Instagram. Nam diễn viên hài độc thoại cũng không có ý định kiện người đồng nghiệp của mình. Đối với Chris Rock, anh hẳn cũng được an ủi phần nào, bởi sau sự kiện này, lượng vé tiêu thụ cho tour diễn sắp tới của anh bỗng nhiên tăng vọt.
với những show đã cháy vé, thậm chí mức giá đang từ 46 đô một vé cũng đã tăng hơn 7 lần trên các trang nhượng vé công khai. Dù người trong cuộc đều không muốn làm to chuyện, nhưng khán giả và những ai chứng kiến vụ việc không dễ dàng để nó chìm xuống. Cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến về việc thu hồi tượng vàng của Will Smith. Một bên cho rằng đó là hành vi bạo lực đáng lên án và cần nhận hình phạt thích đáng. Một số khác lại cho rằng hành động bảo vệ vợ của Will là chính đáng và anh nên được giữ giải thưởng, ghi nhận công sức diễn xuất của mình. Một luận điểm phổ biến được đưa ra là trường hợp của Roman Polanski và Harvey Weinstein, những cái tên tai tiếng hơn Will gấp bội phần khi bị tố cáo ấu dâm và hiếp dâm vẫn được giữ tượng vàng. Mặt khác, cộng đồng nghệ sĩ hài bày tỏ sự quan ngại bởi những miếng hài của họ thì thường xoay quanh các đề tài nhạy cảm và hành động của Will Smith đã tạo tiền lệ cho khán giả tấn công họ khi không vừa ý. Diễn viên hài triệu đô Jim Carrey chia sẻ trong buổi phỏng vấn với đài CBS, anh không đồng tình với cách giải quyết của Will và gọi những người vẫn đứng lên vỗ tay khi Will Smith nhận giải là những kẻ nhu nhược. Tuy nhiên, Jim cho rằng hành động của người đồng nghiệp không phải là bộc phát. Trên thực tế, Will và Jada đã phải chịu đựng những lời đàm tiếu về mối quan hệ mở của họ suốt những năm qua. Theo tờ New York Post, hai người đã chán ngấy với những lời đồn và liên tục tránh những câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình trong mùa giải năm nay. Vậy nên, cái tát cho Chris Rock có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly. Một lý do khác khiến Jim Carrey không đồng tình với cách phản ứng của Will là vì nó làm lu mờ thành tựu của những tác phẩm được vinh danh. Những gì đọng lại trong khán giả sau buổi lễ là drama về bạo lực thay vì những cái tên nhận tượng vàng. Cụ thể là ngay sau cú tát, khi Chris Rock công bố giải phim tài liệu xuất sắc nhất dành cho Summer of Soul, tác phẩm về lễ hội Harlem, tôn vinh âm nhạc và văn hóa của người Mỹ gốc Phi, không khí khán phòng vẫn trùng xuống vì ai nấy vẫn còn chưa hoàn hồn. Hay thậm chí là Dune, tác phẩm ấm tới 6 tượng vàng trong mùa giải năm nay cũng không được người ta nhắc tới nhiều như vụ việc của Will Smith. Bên cạnh các giải biên tập phim, biên tập âm thanh, thiết kế sản xuất và nhạc phim xuất sắc nhất được trao vào đầu buổi lễ, Dune còn nhận thêm 2 giải dành cho quay phim và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Ở hạng mục nhạc phim xuất sắc nhất, khán giả không bất ngờ khi Dune nhận được tượng vàng dưới bàn tay của Hans Zimmer, nhà sản xuất âm nhạc đứng sau các tác phẩm bom tấn như The Dark Knight, Inception hay Dunkirk. Về phần hiệu ứng hình ảnh, Dune vượt mặt những đối thủ đáng gờm như No Way Home, Shang-Chi, Free Guy và No Time to Die để mang tượng vàng về nhà. Thành công của phần đầu tác phẩm nổi danh là khó chuyển thể này đã nâng kỳ vọng của khán giả đối với phần hậu truyện sắp tới. Giữa tháng 2, vật báo điện ảnh Denis Villeneuve đã xác nhận với tạp chí Empire rằng Dune phần 2 sẽ đi vào sản xuất cuối mùa hè năm nay. Thay vì tập trung vào Paul và gia tộc Atreides như ở phần 1, hậu truyện hứa hẹn mang lại nhiều đất diễn hơn cho gia tộc nhà Harkonnen, đặc biệt là nhân vật phản diện Vladimir. Màn hóa thân thành nhà truyền giáo, người dẫn chương trình Tammy Faye đã mang về cho Jessica Chastain giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giúp cô vượt qua những đối thủ đáng gờm như công nương Diana, Kristen Stewart trong Spencer, Olivia Colman trong The Lost Daughter, Nicole Kidman trong Being the Ricardos và Penelope Cruz trong Parallel Mothers. Không những vậy, The Eyes of Tammy Faye còn đánh bại những tác phẩm về ngành thời trang như House of Gucci và Cruella giành giải thưởng hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất. Những chiếc váy hút mắt độc đáo trong Cruella đã đem lại cho nhà thiết kế Jenny Bevin chiến thắng đầy thuyết phục ở hạng mục thiết kế phục trang. Trước đó, bà từng được đề cử Oscar 11 lần và mang về 2 tượng vàng trong số đó cho những thiết kế trong Mad Max, Fury Road và A Room with a View. Hành trình hàn gắn những vết rạn nứt trong gia đình, khám phá bản thân của cô bé Mirabelle đã thành công chinh phục trái tim của Viện Hàn Lâm, mang về cho Encanto giải phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Nhiều khán giả thậm chí gọi đây là giải Disney mở rộng, xét đến sự áp đảo thường niên của nhà chuột ở hạng mục này. Đáng tiếc, bài hát We Don't Talk About Bruno của Encanto dù nổi như cồn, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng Billboard nhưng lại không có tên trong danh sách đề cử bài hát trong phim xuất sắc nhất. Nguyên nhân là do Disney cần nộp đề cử cho Viện Hàn Lâm trước ngày 1 tháng 11, thời điểm mà Encanto còn chưa ra mắt để có thể đo lường phản ứng của khán giả. Vậy nên, hãng đã đề cử Dos Oruguitas, bài hát được cho là giàu cảm xúc hơn và được sử dụng cho một trong những khoảnh khắc mấu chốt của phim. Cuối cùng, bài hát này không phải là đối thủ của No Time To Die, tượng vàng cho bài hát trong phim xuất sắc nhất về tay cô nàng Billie Eilish, khiến cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên sinh ra ở thế kỷ 21 thắng giải Oscar. Được chuyển thể từ tuyển tập truyện ngắn Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà của tác giả Haruki Murakami, Drive My Car đã giành chiến thắng ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất tại BAFTA, Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Award và bây giờ là Oscar. Phim kể về một diễn viên, đạo diễn sân khấu không thể vượt qua nỗi đau mất vợ và cuộc hành trình chữa lành vết thương lòng, học cách đối diện với thực tại mới của anh. Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Belfast. Tác phẩm được xướng tên ở hạng mục kịch bản gốc xuất sắc nhất là Belfast, bộ phim đen trắng kể về chính thời thơ ấu của đạo diễn Kenneth Branagh. Từ một đứa trẻ vô tư, ông bị cuốn vào cuộc xung đột giữa hai cộng đồng Thiên Chúa giáo và Tin Lành lúc bấy giờ. Từ đó, Belfast phản ánh cuộc nội chiến qua con mắt trẻ nhỏ, khiến khán giả xót xa với cái cách mà những đứa trẻ đối diện với những thay đổi lớn cũng như mất mát đầu đời.
Trước khi kết thúc, các bạn có thể dừng màn hình lại đây để xem lại bảng tổng hợp Oscar năm 2022. Ngoài ra, để cải thiện tỷ suất người xem, lễ trao giải Oscar năm nay còn có thêm giải thưởng do khán giả bình chọn trực tuyến với hashtag Oscars Fan Favorite và Oscars Cheer Moment. Hai tác phẩm của đạo diễn Zack Snyder đã ám chọn cả hai giải thưởng với danh hiệu là Fan Favorite về tay Army of the Dead và Cheer Moment dành cho Justice League, hay cụ thể là khoảnh khắc siêu anh hùng Flash Ezra Miller phô diễn siêu tốc độ ở hồi ba phim. Tuy nhiên, còn chưa kịp ăn mừng cùng vị đạo diễn thì cũng tối ngày 27 tháng 3, Ezra Miller đã bị bắt giữ khẩn cấp vì hành vi gây mất trật tự công cộng tại một quán bar ở Hawaii. Nam diễn viên sau đó đã phải nộp $500 tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Đây không phải là lần đầu ngôi sao The Flash gặp rắc rối với hành vi quấy rối và bạo lực của mình. Hồi năm 2020, mạng xã hội đã xuất hiện một video quay cảnh anh này bóc cổ một người phụ nữ để rồi bị tống cổ khỏi quán bar tại Iceland. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin quan trọng nhất về lễ trao giải Oscar năm 2022. Bạn đã mong những tác phẩm nào sẽ đạt giải? Có phim hay sự kiện nào liên quan đến kỳ Oscar năm nay mà bạn muốn chúng mình cũng làm một video riêng về nó không? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn vì đã xem hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.